Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bộ đi sau chiếc Honda Fortune nha. Đó, thắng nhẹ, lướng bánh, nhìn hưởng xe liền, không có sợ bị đình. Rồi, chào anh em Fortune 125 ha. Review cho anh em tham khảo cấu hình lên combo bộ đi sau. Con này em dùng đi hàng Brembo nha. Đó, em sẽ liệt kê đồ để cho anh em tham khảo luôn. Em đi là hàng Brembo ha. Đó, Brembo 2 bit nha. Rồi, gồm có đi đĩa lớn nè, đĩa lớn bass Brembo ha. Đó. Thay dầu gắn vừa đủ cho anh em luôn. Bánh xe là bao nhẹ, gắn là như zin ha. Đó, quá chuẩn cho này luôn. Không có sợ bị tình trạng là cả bố cả đĩa nha. Gắn không trên đền, anh em thể thay vỏ nhôm dĩa bố tháng đất ok ha. Rồi, test lại sau luôn. Rồi sau rất là ngon nha. Đó, gắn là như zin ha. Bên trước là em đi là đi bên đạp Nhật nha. Bên đạp là đi bên đạp Nissin của Nhật ha. Gắn dầu là vừa đủ cho anh em luôn. Thắng là ngon là người đạp. Đó, con trước thì chơi là con heo Nissin vàng luôn ha. Đồng bộ. Đó. Thì anh em mà muốn lên đĩa sau cho dòng Fortune thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì em có nhận làm máy nè, con này em làm là phun máy lên là 175 nè, lên bô đồ chơi nè. Nói chung là con này là làm bên em rất nhiều hạng mục nha. Đó, từ cấu hình làm máy tới cấu hình dọn kiển. Thì anh em mà muốn làm máy dọn kiển thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm máy và dọn kiển dòng Fortune 125 nha. Rồi, chào anh em. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bộ đi sau chiếc Honda Fortune nha. Đó, thắng nhẹ lướng bánh trên hưởng xe liền. Không có sợ bị tình trạng là thắng không ăn nha. Em làm là heo và Brembo 2 bit ha. Đó, thắng quá ngon luôn. Anh em có thể đi phượt đường dài rất an toàn nha, không bao giờ bị tình trạng là thắng không ăn ha. Đó, dòng mô tô Honda Fortune nha. Rồi, kéo lên trên đánh cho em tham khảo nè. Đó, ok ha. Đó, thắng nhịp bánh liền. Đó. Ok, con này đào liền ha. Không có sợ bị tình trạng là thắng không ăn nha. Đó, bao ok. Cấu hình này là em đi là phi full heo Brembo 2 bit ha. Test đi sau đi ha. Đó. Thắng nhịp bánh liền ha. Bao ok. Rồi, test thử cho anh em tham khảo nè. Đó, thắng bánh liền ha. Rồi, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Bánh. Đó, test nhẹ cho anh em tham khảo nè. Đó, thắng bánh liền ha. Con là cành đào, bao nhẹ nhàng ha. Đó, quá ok luôn. Càng chạy càng nhẹ càng ăn nha. Đó, thắng này em mới làm ha. Đó, chạy một tuần cho cái đều bố đều đĩa là càng ngon. Rồi, cảm ơn sư phụ nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi, chào anh em.